Lại một câu chuyện nữa ở Ấn Độ, một người rất giàu có, ông ta chết lúc tuổi già. Theo phong tục ở Ấn Độ, hai người con trai của ông bắt đầu sống chung. Hai anh em tiếp tục sống chung với nhau được một thời gian. Sau đó hiểu lầm xảy ra, họ bắt đầu cãi cọ nhau, rồi đòi phải chia gia tài. Tiền bạc, nữ trang, ruộng đất, mọi thứ đều được chia đôi. Sau khi chia gia tài xong xuôi, có người tìm thấy một chiếc hộp giấu ở một chỗ nào đó. Họ mang cái hộp đó ra. Hộp gì thế này? Họ thấy trong hộp có hai chiếc nhẫn. Một chiếc nhẫn bạc tầm thường, còn chiếc nhẫn kia gắn kim cương rất quý giá. Người anh cả nảy lòng tham. Anh ta cố giải thích cho người em. Theo anh, chiếc nhẫn này không phải là do cha mình sắm được. Có lẽ gia bảo này được truyền qua bao thế hệ, và vì thế nó nên được tiếp tục trao truyền lại cho thế hệ sau. Anh lớn tuổi hơn nên anh giữ chiếc nhẫn này để tiếp tục lưu truyền. Nếu mình đem bán nó đi để chia đôi thì mình sẽ mất nó. Vì vậy anh nên giữ chiếc nhẫn kim cương này, còn em nên giữ chiếc nhẫn bạc. Người em mỉm cười, được rồi, hãy vui lên, anh vui với chiếc nhẫn kim cương, còn em vui với chiếc nhẫn bạc. Và họ bắt đầu cuộc sống riêng của họ. Thăng trầm cứ tiếp tục xảy ra. Người anh với chiếc nhẫn kim cương, khi mùa xuân đến, anh ta rất phấn khởi. Khi hết mùa xuân, thu hay đông tới, anh ta cảm thấy chán nản, rất chán nản, luôn luôn mất thăng bằng tâm trí. Đối diện với mọi thứ trên đời, anh ta mất thăng bằng tâm trí, căng thẳng, huyết áp cao, thuốc an thần này, thuốc an thần kia, thuốc an thần thượng hạng nọ, thuốc ngủ này, thuốc ngủ thượng hạng kia. Và đến giai đoạn phải cần đến chạy điện. Đây là tình trạng của người anh với chiếc nhẫn kim cương. Còn người em với chiếc nhẫn bạc tầm thường bắt đầu nghĩ rằng cha mình đã giữ rất kỹ chiếc nhẫn kim cương, điều này có thể hiểu được. Nhưng tại sao cha lại bận tâm giữ kỹ chiếc nhẫn bạc tầm thường này? Chắc chắn phải có thâm ý gì đó, có ý nghĩa gì đó. Người em bắt đầu xem xét chiếc nhẫn và thấy chiếc nhẫn có khắc chữ trên đó. Anh ta đọc chữ khắc trên chiếc nhẫn, dòng chữ: cái này rồi cũng sẽ thay đổi. Ồ, cái này rồi cũng sẽ thay đổi. Đây là giáo huấn của cha tôi. Cái này rồi cũng sẽ thay đổi. Tất cả mọi sự đều thay đổi. Anh ta đeo chiếc nhẫn trên ngón út. Mùa xuân đến, anh ta vui với nó. Anh ta không chạy trốn nó. Anh ta vui hưởng mùa xuân. Nhìn vào ngón tay. Phải, mùa xuân này rồi cũng sẽ đổi thay. Nó không tồn tại mãi mãi. Khi mùa xuân qua, anh ta mỉm cười. Ta đã biết trước là nó sẽ đổi thay, nó đã đổi thay, thì đã sao nào? Ta không bận tâm. Anh ta không mất thăng bằng tâm trí. Khi mùa đông tới, lại với chiếc nhẫn, cái này rồi cũng sẽ đổi thay. Anh ta không khóc lóc, cũng không cảm thấy chán nản. Cái này rồi sẽ đổi thay, luật tự nhiên là thế, nó phải đổi thay. Những thăng trầm chắc chắn sẽ đến trong đời, khó khăn chắc chắn sẽ đến trong đời. Nếu chúng ta cứ hiểu rằng, cái này rồi cũng sẽ đổi thay, cái này rồi cũng sẽ đổi thay. Không cứ là phải nhìn chiếc nhẫn trong tâm, thực tại bên trong. Chúng ta đã được di sản này từ Đức Phật. Hãy quan sát thực tại bên trong. Cái này rồi cũng đổi thay. Khi gặp phải một kinh nghiệm rất đau đớn, cái này rồi cũng đổi thay. Khi có dòng luân lưu dễ chịu, ồ, cái này rồi sẽ đổi thay. Chắc chắn là có đổi thay. Quý vị đang cảm thấy nó, bất cứ sự thật nào quý vị chứng nghiệm bên trong, cũng cùng sự thật ấy được biểu lộ bên ngoài. Cái này sẽ đổi thay, cái này sẽ đổi thay. Và quý vị giữ tâm hoàn toàn quân bình. Có thế thì người bạn Panya này mới là người bạn rất tốt của quý vị. Tất cả năm người bạn này là những người bạn tuyệt vời. Đừng lo gì về những kẻ thù. Không có kẻ thù nào có thể làm hại được quý vị. Hãy giữ năm người bạn này. Và giữ năm người bạn này cho tinh khiết, không bị ô nhiễm. Với trí tuệ, hãy hiểu rõ làm thế nào để tận dụng năm người bạn này. Và quý vị sẽ thấy rằng, dần dần, từng bước một, quý vị đang tiến dần tới đích cuối cùng. Hai ngày hành thiền còn lại là những ngày hành thiền rất nghiêm túc. Hãy lưu ý là suốt ngày đêm, quý vị cố giữ cho được sự thực hành liên tục, ngoại trừ lúc ngủ say. Ngoài ra, luôn ngày đêm thực hành thiền nghiêm túc, không để ý đến những thiền sinh khác, tự một mình tiếp tục, hãy tiến vào thật sâu, làm cuộc giải phẫu sâu trong tâm, hãy bứng nhổ những phức cảm bám rễ sâu bên trong và tự giải thoát mình.
càng xóa bỏ được nhiều tật xấu chừng nào, ta càng giải thoát được nhiều chừng đó, giải thoát khỏi những khổ đau. Cuộc đời đầy dẫy khổ đau, bởi vì cuộc sống đầy những tật xấu tinh thần. Hãy thoát ra khỏi những tật xấu đó và hưởng được an lạc thực sự, hòa hợp thực sự, hạnh phúc thực sự. Nguyện cho tất cả quý vị hưởng được an lạc thật sự, hòa hợp thực sự, hạnh phúc thực sự.